mayo này. Úi giời, hấp dẫn, hấp dẫn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Mà vô, mà vô. Hơi lấy này, hơi lấy này. Úi giời, úi giời. Hấp dẫn này, nhìn cả đặc biệt hơn bữa này. Nhìn rêu được miệng luôn. Đây, buổi sáng mà làm tô cháo long là ẩm ẩm bùng luôn quý vị. À. Ngon mà rẻ nữa. À, ai về cho nó là ăn. Cho nó là cho nợ. Không có tiền. À, cho nó là cho nợ. À. Được, được, được. Được, được, ok. Yeah, ok, dạ. Yeah. Ai về cho nó là cho nợ này. Đúng rồi. Có món này là chảy này. Chảy có bún này là tuyệt vời luôn. Ngày xưa mà ai ăn chảy là học khôn, học thông minh lắm này. Mình chào quý vị đã quay trở lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại tôi đang có mặt ở khu vực đình làng Dương Nổ đây. Một cái đình làng tồn tại rất là lâu đời, thời các vua chúa Triều Nguyễn đó quý vị. Và bên cạnh cùng cái việc tồn tại của làng Dương Nổ thì có một cái ngôi chợ cùng đi cùng năm tháng với đình làng Dương Nổ, đó là chợ Nọ. Đây chính là khu vực chợ Nọ, một khu vực mà chợ này là rất là lâu đời rồi quý vị. Và cũng có rất nhiều quý vị khán giả là cùng muốn tôi quay về cái chợ Nọ này cho mọi người xem. Chính vì vậy mà tôi cũng đáp ứng nguyện vọng của mọi người là đến đây để quay khung cảnh sinh hoạt của chợ Nọ vào buổi sáng. Đồng thời thì cũng sẽ có một số các cái phần quà dành cho một số hoàn cảnh khó khăn ở khu vực chợ. Đấy, chợ Nọ thì tồn tại rất là lâu đời rồi quý vị. Và ngày xưa thì chợ rất là nhỏ. Và theo năm tháng thì ngôi chợ này cũng đã lớn dần và bây giờ được hình hài như ngày hôm nay. Khu vực chợ Nọ thì nằm ở xã Phú Dương, thành phố Huế. Và quý vị thấy thì không khí của chợ bây giờ cũng tấp nập khi mà Tết Nguyên Đán Giáp Thìn cũng sắp đến. Các cái mặt hàng Tết thì bây giờ cũng đã được bày bán đây rồi quý vị. Đây. Các khu vực hàng tạp hóa này. Đấy. Hôm nay là cũng là ngày cuối tháng âm lịch và đầu tháng Chạp. Do đó là mọi người cùng mua hoa để cũng cấp. Chợ Nọ bây giờ thì lớn hơn ngày xưa rất là nhiều. Chính vì vậy mà không khí rất là nhộn nhịp. Các hàng tạp hóa này. Rồi trái cây này nhìn rất là tươi ngon. Rất là đẹp đẽ. Rất là đẹp đẽ. Xin chào mọi người. Dạ. Giờ là bạn đốt Tết đấy chị hả? Dạ chưa, ngày đi bạn 30. À ngày bạn 30 hả? 30 dân Huế mình là ngày này là 30 là thiếu. Còn một hàng nữa là Tết cho mấy. Rồi, một hàng nữa. Nhưng mà quá như là đầy đủ luôn ấy. Cám quýt. Không thiếu món gì. Không thiếu món gì ấy. Dạ. Cảm ơn gì, muốn bán bằng đất kia ấy. Dạ, cảm ơn. Chưa gì là thấy sự thân thiện vui tươi ở cái khu vực chợ quê này. Cả cái món ăn tuổi thơ này, sẵn này, khoai. Ôi giời. Câu. Vịt. Đây, bây giờ trái cây mặt được bằng trái cây rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi sâu vào chợ. Qua lạc thì tôi cũng sẽ ghé để ăn sáng. Vì hiện tại bây giờ cũng chưa ăn sáng đấy. Đây, chè này. Không khí rất là nhộn nhịp. Bày bán tất cả đủ các cái mặt hàng. Bên này là rau củ quả. Bánh kẹo này. Bên này là hàng thịt. Heo quay.
ngon hấp dẫn. Nhìn đói bụng quá. À, bên này là hàng thịt đây quý vị. Ôi, thịt quá tươi ngon luôn. Ai về chờ nó quế tôi ủng hộ. Nhìn sắc thịt điêu luyện chứ. Bao nhiêu năm trong nghề rồi mẹ? 40 năm trong nghề. 40 năm trong nghề đó. À. Hàng thịt. Dạ. Chuẩn bị Tết đó chứ hả? Dạ. Quay mua thịt luôn chứ. Gì mua gì nãy đẹp lạo rồi đi thì. Nhiều chứ nổi. Đó, giờ thịt bò này. Tươi ngon. Đã thịt ngon mà người ngon này. Dạ. Bây giờ Nguyễn kìa ăn thịt mà rồng nha quý vị. À, tôi sẽ đi vào một vòng để cho quý vị xem luôn. Quay cái này vừa đi. Ờ, bạn đôi gia dụng anh. Bếp ga. Chà. Dạ, hàng gia dụng Quyết Thắng. Ai về ủng hộ cho nó Quyết Thắng, cho nó chứ Quyết Thắng ấy. Cho nó Quyết Thắng. À đây. Ôi giời ơi. Không khí quá nhộn nhịp. Dạ, gì nó nhìn nó hấp dẫn đi gì? Thịt ướp hết chứ hả? Dạ. Thịt đấy là thịt xương, xương gì hả? Xương hết. Dạ. Dạ. Rồi ai về ủng hộ thịt xương gì đến gì vậy? Gì tiếng. Gì tiếng hả? Ni, ni cho nó. Ni cho nó à? Ok. Biệt danh ni cho nó à? Rồi đây đi cái hàng thịt này không là cùng mọi trứng đây quý vị. Úi giời ơi, giá này quá hấp dẫn. Gì? Ê, trời. Bơi gần Tết gần nhất rồi mà ế thế. Rồi Tết nhất rồi ai về ủng hộ cho nó với. Cho nó đói. Cho nó đói trong móng luôn đây. Thịt ướp. Dạ đây hàng thịt nhiều ghê hả? Cỡ gì vậy? Úi giời ơi. À, bên đây là trà này. Trà gì mua gì này trắng ghê đấy hả? Trắng như đông trà luôn ấy. Ê gọi là trà gì hả? Trà heo. Dạ. Ui nhìn đông trà ngon chứ. Ui. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi các cái khu vực khác của chợ. Bên này là hàng rau củ quả rồi gia vị đấy. Đó quý vị. Vào sau trong kia là gia vị này. Đấy. Chắc có lẽ là tôi sẽ ghé ăn sáng rồi đó. Sau đó là sẽ quay tiếp tục. Úi giời, hàng gia vị quá đẹp luôn. Đây, quý vị thấy đi, không khí Tết cũng đến gần đây. Bây giờ bày bán các sản phẩm với Tết này. Hàng ăn sáng bên đi rồi gì? Ăn sáng á? À, rồi, cảm ơn gì? À, mình đi ăn sáng thôi, ăn đói. Ở chợ thì cả cái đồ ăn sáng thì cũng rất là đa dạng phong phú. Để xem rồi có món gì ăn không. Ở đây bún nghê này. Úi giời hấp dẫn chứ. Bún nghê cho nó. Gì bà bún nghê xôi hay gì? Dạ, bún nghê xôi cháo. Bún nghê một tô đi mày chứ à. Bún nghê nó chúng mày còn hết. Dạ, thôi rửa làm tô bún nghê đi. Lâu rồi ngang đây. Dạ. Đây, đây là tô bún nghê đây. Làm cái tô bún nghê này cũng công phu à. À nhưng mà giá chỉ 10.000 đồng thôi quý vị, chỉ 10.000 đồng thôi. Rẻ như cho. À, quá ngon, hấp dẫn. Rồi ai mà không về cho nó ăn là uống cả nửa đời này.
Đây, tôi cũng nghề đây là nghề này. Đấy. Nghề vàng tươi này, quả ngon này. Topping đi kèm là có lòng phèo phổi. Lòng nằm đuôi hả? Đó. Ôi trời buồn đấy. Lòng cái gì? Lòng nằm đuôi. Lòng nằm. À, lòng nằm đuôi. Có phèo không có phổi. Đó, đó là chị chủ nữa quảng cáo này đó. Đấy, nhìn hấp dẫn của quý vị. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ múc cái tô bún nghề này đã. Để có sức đi quay tiếp. Đấy, nhìn tô bún nghề này quý vị. Quả ngon hấp dẫn. Rất là đậm vị luôn. Ôi dạ. Đây có món này là chảy này. Chảy có bún này là tuyệt vời luôn. Ngày xưa mà ai ăn chảy này là học khôn, học thông minh lắm này. Học giỏi lắm. Đấy, ông ba ngày xưa là cứ nói là ai ăn chảy nó sẽ học thông minh. Bây giờ tôi cũng bắt chước đây, tôi ăn để cho coi thử thông minh không nhá. Quá ngon. Long rồi. Sau khi ăn bún nghề xong thì sẽ đi tiếp tục thưởng thức những cái món ăn khác ở Chợ Nò này. Đây là món mình đúc cái gì? Dạ mình đúc. Ui giờ ngon như này. Mình đúc màu xanh. Còn bên này là bánh ướt. Bánh ướt Chợ Nò. Dạ, có gì cười tươi như này. Sáng nay là bạn đường gì? Dạ, rồi thì chúc mừng gì đã. Đó, sau khi rồi mà mình đúc này. Toàn là mấy món tuổi thơ thôi, mấy mấy vì mà khoảng cỡ 40 50 là bây giờ nhìn mấy món này là phải thèm này. Đó. Bánh bèo này. Úi giời, hấp dẫn. Hấp dẫn. Mà vô. Nghe bánh ngon mà gái đẹp rồi. Đây bánh ngon gái đẹp rồi này. Đó. Gái cho nó đẹp nhất Phú Dương rồi. Đây ôi giời ơi. À, chỉ một cái gian hàng nhỏ như thế này mà buổi sáng là nhộn nhịp rồi quý vị. À, mời quý vị về thưởng thức. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Bên này là có mấy món bánh rám này. Đó. Rau luộc nè. Đó, bên này là bánh ít nè. Úi giời ơi. Bánh ít, bánh bèo, bánh ướp. Đây, món này là bánh ít nhấn tôm thịt. À, hấp dẫn. Này, bọn này là con ương nít thích ăn này. Người lớn cũng thèm luôn này. À, là bên là bánh ít và bánh ướp thôi chứ. Bánh bèo. Bây giờ là đủ loại bánh này. Ở bên này là hàng nước. À. Chụp bố à? À bên này là món cháo long. Cháo long đặc biệt thơm bơ này. À, đặc biệt thơm bơ nè, cháo long bò bơ nè, ngon nè. Cái này tím lê này đó. Yeah, bên này đó. Bây giờ PR rồi nhìn sao vậy? Tươi ngon này. Hấp dẫn này. Ngay mua ăn ngay này này. Dạ, bây giờ. Ba chủ cũng ngon này. Úi giời ơi, được đấy. Thôi, quá gì năm đồng. Quay cái nồi cháo lòng. Hơi lên này, hơi lên này. Úi giời ơi. Phải chậm, phải hơi lên à. Hấp dẫn này. Nhìn chà đặc biệt hơn bữa này. Nhìn rìu được biển luôn. Đây, buổi sáng mà làm tô cháo lòng là ẩm bùng luôn quý vị. À. Đây, ai về gì tên chi gì? Ải Hoa. À, đó, ai về gì Hoa ủng hộ cháo long Ải Hoa này đó. Đúng rồi, đặc biệt thơm bơ này, đặc ngon biệt... lắm này, giá beo này. Giá beo, tố bao nhiêu? Tố 15 xí thôi. Tố 15 nghìn, ồ, quá rẻ.
đó, với đầy đủ topping này nó. Đó, đầy đủ này, úi chăng là hơi lên này, đó, cho hơi lên không? Đây, quả vui quý vị. À, bên này là hàng bún hến. Đây, đặc sản Huế, bún hến Huế. Sao nó bán được gì? Ok, trời ơi. Nhìn bà chủ đẹp gì trời. Nhìn tặng tặng luôn này, tặng gì trời chứ. Úi giời ơi. Tặng hết cơm luôn gì trời. Ồ, bên đây là mấy hàng bún, cũng bún. Đấy. Ngày hôm nay là cũng có một số hàng cháy đây quý vị. Bên đây là bánh canh. Nhưng bây giờ thì cũng đã bán hết rồi. Mới có 8 giờ, có 8 giờ thôi mà bán hết rồi này. Đó, chứng tỏ là mọi người ăn rất là đông. Đây là bún bún cháy à chị? Bún mặn. À bún mặn. Bò chả gì. Úi giời, hấp dẫn chưa? Đấy. Ẩm thực Huế là đặc sắc luôn quý vị. Khu vực ăn uống thì cũng khá là nhỏ nhưng mà rất là rôm rả, bây giờ nhiều món rất là hấp dẫn. À, quý vị có nhận ra món này là món gì không? À. Bên này là món gì đi chứ? Bún à? À, đây là đang là bánh cuộn hả? Bánh cuộn chưa no hả? Là 10 ngàn là mấy mấy cái gì? 4 cái. À, 10 ngàn 4 cái, vị trí là cái 2,5 đúng không? Đấy, thì khu vực hàng ăn. Vì vì cứ yên tâm về cho nó ăn là thứ nhất là ngon, mà thứ hai là có gái đẹp để ngắm này, đó. Gái đẹp nó quá nhiều luôn đó. Ở bên này là cả cái hàng đồ chơi. Rồi bánh kẹo cũng vân. Bên này vẫn còn hàng ăn đây quý vị. Cháo Long. Cháo Long gì hả? Cháo Long. Tôi đánh giá cái tô bún này có thế này. À, tôi chào đi quý nói. Tôi chào đi răng chú. À, tôi chào đi cảm tưởng là hết cỡ ngon. À, hết cỡ ngon luôn, ngon hết cỡ luôn. Ngon hết cỡ. Được rồi, cảm ơn chú. Ngon. Ngon mà rẻ. À, ngon mà rẻ nữa. À, ai về cho nó là ăn. Cho nó là cho nợ. Không có tiền. À, cho nó là cho nợ. À, được. Được, ok. Yeah, ok. Yeah. Ai về cho nó là cho nợ này. Đúng rồi. Đó, gặp mấy mấy quý vị nữa là quả hấp dẫn này. Mấy chủ nữa là quả vui tính. Rồi đi là hiện là gì hả? Cơm hiện, bún hiện, mì hiện. Đặc sản hiện xứ Huế. Ở đây bà chủ nào phải cùng đập lạo hết đấy. Ồ, hay ha. Quá vui quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tiếp về hàng rau. Hàng ở đây là các đủ loại mặt hàng này, áo quần. Rồi nước, gia vị, mắm. Khu vực phía sau này cũng rộn ràng lắm. Ngày xưa thì tôi quay ở khu vực này thì cũng ít, nhưng mà bây giờ thì di chuyển lối phía sau này nhiều hơn, rộn rã hơn. À. Vui dần rồi. Đấy, quý vị thấy không khí chờ Tết đây. Vui dần rồi. À, bên này là cùng hàng trái cây này. Rồi tập hóa đầy đủ.
gì? Đó rồi. Trái cây tươi ngon nha. Khu vực chợ bây giờ thì rộng rãi hơn so với ngày xưa rồi. Lúc được tôi có quay thì nhìn nó có vẻ rộng hơn, khoảng hơn ngày xưa. Đó, các loài gạo này. Bóng cụng hả chị? Bóng cụng. Tiền cái 2 ngàn. Rồi cái 2 ngàn đó này. Quá rẻ, quá rẻ. Quay là gì? Dạ, quay chợ quê. Rau củ quả. Đây gọi là trái mướp đắng. Trong miền Nam gọi là khổ quá đây. À. Bây giờ chúng ta sẽ qua hàng cá này. Cá là vẫn con sống tươi ngon quý vị ơi. Tôm. Tôm nhảy, tôm nhảy. Nhìn làm cả hấp dẫn à. Tươi ngon, quả tươi ngon. Úi giời. Ở đây đủ nhiều loài cá luôn quý vị. Đó, đủ loài luôn. Úi giời, giờ nó rộng rãi chứ. Đây, đây. Hấp dẫn, quả hấp dẫn. Cho tôm tươi nha. Dạ. Mà vô, mà vô. Đấy. Úi giời ơi. Cứ mồi cả nhảy này. À, rốt phi đây quý vị. Phi bạc nè. Dạ. Con sống ngon gì vậy? Đây là khu vực thịt cá. Dạ? YouTuber. Quay cho vui thôi chứ còn chứ mới mày ó cái sờ. Nhìn đẹp đi mang lên phí ấy. Đó. Ê, quay lên TV này hai. Hai rồi rồi chứ nữa. Ai tới ủng hộ cho nó đi. Ở đây hàng cả của chị tên gì? Trần Thị Sung Sướng. À, chị này là Trần Thị Sung Sướng nha quý vị. Ai muốn Sung Sướng thì về cho nó nha. Rồi ok, cảo chị ấy. Ui à, quả đông quý vị. Đắc kỷ trù vương. Đẹp, quả ngon. Chà, cả này là cả trái. Cả trái em. Cả trái lớn đâu. Cả trái này bên cả liệt. Cả trái này. Cả trái cả liệt. Đủ thứ. Trái lên đi, đủ ra ngả mớ. Dạ, YouTube. À, thì nói chung là giờ này thì chợ cũng rất là đông nhộn nhịp. Bên đây là rau củ quả. Đấy. Đủ loại các món rau củ quả. Cà rốt, khoai tây, su hào. Đấy, từ nó thì quá nhiều món luôn quý vị. Tuy là chợ quê nhưng mà rất là đầy đủ các mặt hàng. Bà con bây giờ đi chợ cũng rất là đông. Hàng gia vị này. Dạ. Đông vui gì ấy. Ở bên này cũng có các hàng trái cây. Quá đẹp quý vị. Bây giờ thì đã gần Tết Giáp Thìn. Và không khí mua bán của bà con cũng đông đúc nhộn nhịp để chuẩn bị cho một cái Tết năm mới. Ngoài ra thì cũng có một số hàng áo quần này. Đấy. Đây bà chủ thịt heo cho nó. Cho hỏi bà chủ tên gì ạ?
Dạ. Nó chị tỷ được. À chị tỷ cho nó. Chị tỷ cho nó chuyến bán các loại thịt, gồm có thịt heo. À chỉ một loại thôi thịt heo. Chị tỷ thịt heo ấy. Đó. Món ăn tươi ngon. Thịt đâu nè. Tim người này, bao tử này, lông này, tất cả các món nào được. Đầy đủ luôn ấy. Rồi. Dạ. Đây có hàng dây dẹp này. Mũ nón này, úi giờ đầy đủ. Bà chủ thì quá dễ thương này. Ở đây có mì da ngồi bằng bóng này, mì tiến chim hè. Dương Thị Quyên à? À. Mì là bao nhiêu tuổi đó mẹ? 70. Ở hiện tại là hoàn cảnh là mì có một mình thôi à? Dạ, mình thôi. Ồ, mình bước chạy thôi. Rau của con mới mua 30 là bán luôn đi. À dạ. Nói chung là bình thường là mì bán rau thôi, nhưng mà hôm nay là 30 mùng 1. Mì bằng bóng để kiếm thêm đây. Đây đây có chị Vui ở nước ngoài á. Đây gửi tặng mì coi như là biểu mì năm mới mày thấy. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Vui. Rồi đó. Rồi chúc mì năm mới vui vẻ luôn như mày thấy. Đây quý vị ở đây có một số mì với ó là bạn hàng bóng đây này. Hello. Chào chị bạn. Ê bạn gì đi. Trái cây à? À, táo này. Mì này. Mì nhạc này. Úi giời ơi. Khu vườn đi không bằng đầy đủ ấy. Bạn đứng gì bà? Chị. Ý à. Ồ đâu. Cuối năm ai đến để đi thì. À thế chị. Dạ. Thôi rồi thế chúc mua mấy bạn đắt thôi. Dạ, bên kia có mì bằng bóng nè. Bóng đủ loài này, cúc nè. Bóng cúc đủ loài luôn mì hả? Đủ loài cơ. Bốn số. Cái này một cái bạn theo cái rồi mẹ. Cái đấy em mua cái bạn ai mua nam bằng nam ai mua bạn bỏ vậy đó. Bình thường là mẹ bằng bóng thôi hay là bạn chi? Ngay mới bằng bóng hết. À dạ. Kiếm được đó mẹ. Cho. Ê làm con công an rồi tại đây ngồi đi đó. Dạ. Đây khu vực này thì nó nằm ở lề đường á. Đó. Đó là khu vực đằng kia là bị là không thể buôn bán đấy quý vị. Đó, đó là mọi người phải tới đây này. Đây còn bây giờ là gần trưa rồi. Nhưng mà coi như là mì vẫn còn ngồi nè. Ở đây thì có chị Vui ở nước ngoài có gửi mì ít tiền để năm mới mì thế. Cảm ơn chị. Dạ rồi. Rồi chúc mì năm mới vui vẻ nha. À, rồi cảm ơn con. Dạ. Ôi ở bên đây có mì bán đủ loài luôn là rau này. Giờ em có bằng rau mì. Dạ. Mì tên chị mì? Mì chánh à? Chánh. Chánh à? À mì chánh. Mì chánh đi bạn rau dịp cả đây. Cài đây. Mì chánh bằng rau. Dạ. Mì nào đi mày thôi. 70. Dạ. Bạn ngay được mì? Bạn ngay kiếm 300 cái đó mì. Dạ. Tôi quý vị thấy là coi như là một bó đi mấy? Một bó đi mày chứ? Bạn 6-7 ngàn một bó chứ. À 6-7 ngàn một bó thôi à? 7 ngàn nha, con kể 10 ngàn thôi. Dạ. Dạ rồi. Đây thôi thì có chị Vui ở nước ngoài gửi tặng mì coi như là qua năm mới mì hết. Chúc mì sức khỏe với là muốn mẹ bạn đắc mì hết. Rồi. Cảm ơn chị Vui. Được rồi thôi, được, cảm ơn mì nha, đi đó. Đấy, thế chỉ có mấy cái hàng bán kiểu là lê đường đây quý vị. Anh ta chị nghe, anh chị nghe. À. Là anh cho chị ra thì cảm ơn, lên đặt mì cảm ơn. Ở đây chị Phường thì chị nói chung là... Dạ, ừ. Tinh thần thì cũng không được ổn định nhưng mà cũng phải vất vả bón chén đây cũng có mẹ là bán chổi nhưng mà bây giờ mẹ già là đau ốm rồi ấy. Dạ. Mà em chờ công an đã đuổi ế ôm đuổi xuống ngày gì nó mua ế ôm. À rồi rồi. Nói chung là bây giờ chỗ này bố bán được thì mình phải bứng chạy quanh chờ đuổi chạy quanh nghèo khổ quá. Rồi ok rồi có chị Vui ở nước ngoài này tặng cho chị tiền chú Tết nha. 200 ngàn chị cảm ơn. Rồi rồi. Cảm ơn chị ơi. Lên đưa cho mềm ơi. À rồi lên đưa cho mềm. Mềm Việt Nam đi. Ở đây thì ba con trong chợ thì cùng nói là anh này là cùng mua của cha mẹ. Mất sớm mà, cha mẹ mất sớm mà. À. Bây giờ là sống một mình thôi em hả? À. Và coi như là bây giờ cuộc sống là khó lo lắng đó. Có làm gì không? À nói chung là bị cũng bị thiếu nắng đây. Bị thiếu nắng nhẹ đấy. Thế thì có chị Vui ở nước ngoài gửi em 200 hả? Cảm
rồi để nó mới dệt đấy. Dạ cảm ơn chị Vui. Dạ rồi rồi. Dạ cả thưa quý vị thì ở đây cũng có một anh bán vé số coi như là ngồi xe lăn bị téo cớ nữa. Dạ dạ rồi. Anh tên gì hả? Thảo. Anh Thảo hả? Đấy, thì do đó là cùng muốn ủng hộ để giúp đỡ anh một phần. Ở đây có chị Vui ở nước ngoài gửi anh 200 ấy để lo năm mới. Dạ, cảm ơn chị Vui nha. Ở đây cũng có anh bị chứng minh bị gì anh? Dạ bị khiếm thị. À là bị lâu chứ này? Dạ bị từ nhỏ đi. À bị từ nhỏ đến giờ dạ, luôn hả? Thì tôi thấy anh đi bán vé số hay là đó? Dạ em đi xin đi kiếm ăn à. À gọi là đi xin ăn hả? Dạ dạ. Ở đây thì có anh này cũng khá là khó khăn đấy quý vị. Ở đây có chị Vui ở nước ngoài nó gửi anh dạ, 200 để năm mới ấy. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Anh cố gắng anh ấy. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Dạ đây thì nói chung là cũng có một số ó vì gì rồi mẹ là cùng bạn về số vất vả ở khu vực chợ nò đấy quý vị. Thì hôm nay thì cũng xin phép chị Vui luôn là sẽ ủng hộ cho mấy người này thì cùng tìm hiểu cùng biết là mấy ó mấy chị mấy mẹ là cùng khó khăn. Đấy, thì hôm nay là chị Vui sẽ gửi cho mọi người 200 để tiêu Tết đấy. À, để dạ, đỡ cái khó khăn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, rồi. Gửi chị. Dạ, rồi. Ok, thưa quý vị thì như vậy là sáng hôm nay thì Huế Review cùng gửi đến quý vị cái không khí chờ Tết ở chợ nò đấy quý vị. Đấy, thì cũng có nhiều quý vị mong ngóng xem chợ nò bây giờ như thế nào. Thì tôi cũng đã gửi đến quý vị. Thì bây giờ tôi xin kết thúc video và có lẽ thì cũng xin hẹn quý vị ở những video tiếp theo. Kính chúc quý vị có một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.